Cô mến chào các em. Hôm nay cô trò ta tìm hiểu tiếp tuần 15, chủ đề sinh nhật, bài 4. Chủ đề sinh nhật như thế nào? Các em có thích không? Cô chờ mình cùng tìm hiểu nhé. Các em quan sát giúp cô. Đây là trái gì nào? Ồ, đây là trái bưởi đấy. Trên bàn còn có gì nữa các em? Lọ muối nhé. Mẹ đang làm bánh đấy. Mẹ nhìn bé cười đấy các em. Đây là quyển lịch. Số mấy đấy các em? Ồ, đây là số 10. Cô chờ ta tìm được các từ. Trái bưởi, lọ muối, bé cười, số 10. Các từ trên, cô tô màu đỏ là vần gì nào? Ồ, đó là vần ui, vần ơi. Nội dung bài học hôm nay cô cho mình cùng tìm hiểu nhé. Cô mời các em đọc cùng cô. Ui, ui, u ô y ui, ư ơ y ơi. Giỏi lắm. Các em quan sát giúp cô nào. Hai vần trên có âm gì giống nhau các em? Ồ, có âm y là âm cuối giống nhau đấy các em. Khác nhau âm đôi u ô và ư ơ nhé. Cô cho mình tìm hiểu từng vần nhé các em. U ô y ui. Cô mời các em đọc cùng cô. U ô y ui. Cô mời các em đọc nào. Giỏi lắm. Chúng ta đọc tiếp nhé. Ui. Cô có âm đầu là âm chờ. Cô ghép với vần ui. Cô được tiếng gì các em? À, chờ ui chui. Cô thêm dấu sắc cho năm ô là âm chính đấy. Nên cô được là tiếng chuối đó. Đây là nải chuối. Cô cho mình cùng đọc nhé. Ui, chờ, ui, chờ ui chui sắc chuối. Nải, chuối. Cô mời các em đọc nào. Giỏi lắm. Cô khen các em. Chúng ta tìm hiểu tiếp nào. Ư ơ y ươi. Cô cho mình cùng đọc nhé. Ư ơ y ươi. Đọc lại nào. Giỏi lắm. Chúng ta đọc tiếp nha. Ươi. Cô có âm đầu là âm bờ. Cô ghép với vần ươi. Cô được tiếng gì nào? Bờ ươi bươi. Cô thêm dấu hỏi cho năm ơ là âm chính đấy các em. Nên cô được là tiếng bưởi nhé. Đây là trái bưởi. Cô cho mình cùng đọc nào. Ươi. Bờ ươi. Bà ươi bươi hỏi bưởi. Trái bưởi. Cô mời các em đọc. Giỏi lắm. Cô khen các em. Cô cho mình cùng đọc nhé. Ui. Chà. Ui. Chà ui chui sắc chuối. Nải chuối. Chúng ta cùng đọc nào. Ui. Chà. Ui. Chà ui chui sắc chuối. Nải chuối. Cô mời các em đọc. Giỏi lắm. Chúng ta đọc tiếp nào. Ươi. Bà. Ươi. Bà ươi bươi hỏi bưởi. Trái bưởi. Chúng ta cùng đọc nhé. Ươi. Bà. Ươi. Bà ươi bươi hỏi bưởi. Trái bưởi. Cô mời các em đọc.
Giỏi lắm, cô cho mình đọc toàn bài nhé. Ôi, chà, ôi, chà ôi chui sắc chuối, nải, chuối, ơi, bà ơi bơi hỏi bưởi, trái, bưởi, giỏi lắm cô khen các em. Các em đọc bài rất giỏi. Bây giờ cô cho mình tìm từ trong tranh nhé. Hình gì nào? Hình chuỗi hạt đấy các em. Cô cho mình cùng đọc nhé. Chuỗi hạt. Chờ ui chui ngã chuỗi, hờ ác hát nặng hạt. Chuỗi hạt. Cô mời các em đọc nào. Giỏi lắm, cô khen các em. Các em quan sát giúp cô nào. Tranh vẽ gì các em? Tranh vẽ bé đang tươi cười đấy. Cô cho mình cùng đọc nhé. Tươi cười. Tà ơi tươi, cà ơi cười huyền cười. Tươi cười. Cô mời các em đọc nào. Giỏi lắm. Cô mời các em quan sát giúp cô nào. Tranh vẽ gì các em? Tranh vẽ buổi sáng bạn ngủ dậy đấy các em. Cô cho mình cùng đọc nhé. Buổi sáng. Bà ui bui hỏi buổi, sờ an sang sắc sáng. Buổi sáng. Cô mời các em đọc. Giỏi lắm. Các em quan sát giúp cô nào. Tranh vẽ bạn đang làm gì các em? Bạn đang tưới cây đấy. Chúng ta cùng đọc nhé. Tưới cây. Tà ưu tươi sắc tưới, cờ ai cây. Tưới cây. Cô mời các em đọc. Giỏi lắm, cô khen các em. Các em tìm từ trong tranh rất tốt. Bây giờ cô cho mình cùng đọc câu nhé. Đây câu rất là dài. Cô tạm thời ngắt nghỉ câu ngắn gọn hơn, giúp các em dễ đọc hơn đấy. Cô mời các em nghe cô đọc mẫu nhé. Sinh nhật của Mickey. Cả nhà Minh đi xem phim, thấy dòng chữ chúc mừng sinh nhật Mickey. Minh hỏi bố. Tươi cười đáp: ngày 18 tháng 11 là ngày Mickey lên màn ảnh nhỏ, vì vậy người ta lấy ngày đó là ngày khai sinh của chú Mickey con ạ. Cô mời các em đánh vần cùng cô. Sờ in sinh, nhờ ớt nhất nặng nhật, cờ u cua hỏi của, mờ ít mít sắc mít cai kỳ. Sinh nhật của Mickey. Cờ a ca hỏi cả, nhờ a nha huyền nhà, mờ in minh cả nhà Minh. Đợi đi, sợ em xem, vợ im phim, đi xem phim. Thợ ê thay sắc thấy, vợ ông dông hiền dòng, chờ ư chư ngã chữ, thấy dòng chữ. Chờ út chút sắc chút, mà ưng mưng huyền mừng, sợ in sinh, nhờ ớt nhất nặng nhật. Chúc mừng sinh nhật mà ít mít sắc mít cay kỳ mít kỳ mà in minh hỏi hoi hỏi hỏi minh hỏi bậu bô sắc bố. Tà ơi tươi, cà ơi cười huyền cười, đờ áp đáp sắc đáp bố. Tươi cười đáp:
Ngờ ai ngai huyền ngày 18, thờ an thang sắc tháng 11, ngày 18 tháng 11, lờ a la huyền là, ngờ ai ngai huyền ngày, mờ ít mít sắc mít, cây kỳ là ngày mít kỳ, lờ anh lên, mờ ăn mang huyền màng, a nhờ anh hỏi ảnh, nhờ nho hỏi nhỏ, lên, màng, ảnh, nhỏ. Vợ y phi huyền vì, vợ y vay nặng vậy, vì vậy, ngờ y ngươi huyền người, tạ ta, lợ y lây sắc lấy, ngờ y ngai huyền ngài, đỏ đo sắc đó, người ta lấy ngài đó. Lợ y la huyền là, ngờ y ngai huyền ngài, khờ y khai, sợ in sinh, là ngài khai sinh. Cậu cua hỏi của, chậu chu sắc chu, mờ ít mít sắc mít, ca y kê của chú mít kê. Con a nặng ạ, con ạ, rất giỏi, cô khen các em. Cô mời các em đọc trơn cùng cô. Sinh nhật của mít kê. Cả nhà mình đi xem phim, thấy dòng chữ chúc mừng sinh nhật Mickey. Minh hỏi bố, tươi cười đáp, ngày 18 tháng 11 là ngày Mickey. Lên màn ảnh nhỏ, vì vậy người ta lấy ngày đó là ngày khai sinh của chú Mickey con ạ. À, giỏi lắm, cô khen các em. Các em đọc câu rất giỏi. Cô mời các em lấy bảng con ra cùng cô viết nhé. Cô mời các em xem cô viết vần ui. Cô mời các em viết vào bảng con của mình đi nào. Đẹp lắm, cô khen các em. Cô mời các em xem cô viết từ nải chuối nhé. Cô mời các em viết vào bảng con của mình đi nào. Tốt lắm. Cô mời các em xem cô viết vần ươi. Cô mời các em viết vào bảng con. Đẹp lắm, cô khen các em.
Cô mời các em xem cô viết từ trái bưởi nhé. Cô mời các em viết vào bảng con của mình đi nào. Tốt lắm, cô khen các em. Các em viết bảng con rất giỏi. Bây giờ cô cho mình đọc theo sơ đồ tư duy nhé. I U O I Ui Ư Ơ Y Ươi. Cô cho mình cùng đọc nào. U O Y Ui Ư Ơ Y Ươi. Cô mời các em đọc. Giỏi lắm, cô khen các em. Cô mời các em đọc tiếp nhé. Ui Đà Ui Đà ui đuôi Mà Ui Mà ui mui sắc muối Xà Ui Xà ui xôi Tà Ui Tà ui tôi hỏi tuổi. Cô mời các em đọc cùng cô. Đà Ui Đà ui đuôi mà ui mui sắc muối xà ui xôi tà ui tôi hỏi tuổi. Giỏi lắm, cô khen các em. Chúng ta đọc tiếp nào. Ươi cà ươi cà ươi cươi sắc cưới mà ơi mươi huyền mười là ơi lươi huyền lời già ơi dươi sắc giới. Cô cho mình cùng đọc nhé. Cà ơi cươi sắc cưới mà ơi mươi huyền mười là ơi lươi huyền lời già ơi dươi sắc dưới. Các em đọc bài rất giỏi, cô khen các em. Bây giờ cô cho mình ôn các vần đã học trong tuần nhé. Anh ơn ân ưu yêu yêu ui ươi. Cô cho mình cùng đọc nào. A nhờ anh e nhờ en y nhờ ân ư ơ u ư i e u yêu i e u yêu u o i ui ư ơ i ươi. Cô mời các em đọc nào. Giỏi lắm, cô khen các em. Các em à, các em đọc và viết lại giúp cô vần ui và vần ươi nhé.
Các em xem trước bài 1 của chủ đề ước mơ giúp các em học tốt hơn đấy. Các em mở vở tập viết ra viết giúp cô bài số 4 của chủ đề sinh nhật nhé. Tiết học đến đây đã hết rồi. Cô chúc các em chăm ngoan học giỏi. Cô yêu bạn mến, ngoan hiền lễ phép với mọi người xung quanh nhé.